Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Những bạn nào mà đã theo dõi Thuận từ bấy lâu nay thì cũng thấy cái tựa đề của video này tương tự như một tựa đề của video trước đây. Trước đây khoảng chừng 6 tháng Thuận có đăng một cái video có cái tựa đề là tại sao bạn cần phải đầu tư vào Bitcoin, video 377. Nhưng mà trong video này, câu hỏi mà Thuận muốn nói tới đó chính là có nên đầu tư vào Bitcoin hay là không. Và chúng ta sẽ nhìn vào một cái góc cạnh khác hơn so với cái video 377 mà các bạn nhìn thấy trên màn hình. Tại vì trong cái video 377 này là chúng ta nói tới về phương diện đầu tư thì Bitcoin là một loại tài sản mà không có cái sự tương đồng với các loại tài sản khác. Nhưng mà nào muốn hiểu thêm thì có thể xem video 377, link sẽ nằm ở trên màn hình. Thì trở lại với câu hỏi là có nên đầu tư Bitcoin hay là không? Tôi nghĩ là chúng ta phải nhìn vào một số những cái loại đầu tư khác. Một người mà muốn đầu tư thì có nhiều sự lựa chọn. Những lựa chọn thông thường như các bạn cũng đã biết là đầu tư vào chứng khoán, đầu tư vào bất động sản, đầu tư vào vàng và đương nhiên đầu tư vào Bitcoin, một loại tài sản mới được ra đời cách đây 11 năm. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Chúng ta hãy nói tới đầu tư vào các loại tài sản khác là như thế nào so sánh với lại Bitcoin. Nhưng mà đầu tiên, một điều mà các bạn cần phải lưu ý tới khi chúng ta nói tới đầu tư lợi nhuận bao nhiêu, đó chính là phần trăm lạm phát. Tại vì phần trăm lạm phát sẽ ăn vào cái số tiền lời của các bạn. Hiện bây giờ ở Hoa Kỳ thì chính phủ Hoa Kỳ đưa ra con số thống kê tháng 11 năm 2019 cái phần trăm lạm phát là 2,1%. Tuy nhiên, đây là con số lạm phát được đưa ra từ chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ thường sẽ đưa ra các phần trăm lạm phát thấp và có nhiều lý do. Một trong những lý do là tại vì phần trăm lạm phát liên quan tới cái phần trăm tăng trưởng của lương bổng của các nhân viên nhà nước, cho nên họ thường sẽ đưa ra một con số nhỏ hơn. Nhưng mà thật sự thì cái phần trăm lạm phát ở Hoa Kỳ cao hơn 2,1% rất nhiều. Những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ cũng đã biết là trong vòng mấy năm qua, các bạn thấy là giá cả vật chất leo thang rất nhanh. Và một trong những cách tính mà nhiều người nói tới đó chính là cách tính của John Williams, Shadow Government Statistics. Thì John Williams đưa ra một cái biểu đồ các bạn nhìn thấy trên màn hình. Đây là cái biểu đồ tính phần trăm lạm phát. Cái đường mà màu xanh này trên màn hình các bạn thấy đó chính là phần trăm lạm phát tính theo John Williams. Và cái đường màu cam này là phần trăm lạm phát mà chính phủ đưa ra. Thì các bạn thấy rất rõ ràng là dựa theo John Williams thì thời gian năm 2019, phần trăm lạm phát ở Hoa Kỳ đã lên gần như là 6%. Điều này có nghĩa như thế nào? Nghĩa là nếu các bạn đầu tư vào một tài sản nào đó thì các bạn cần phải có lợi nhuận cao hơn 6%. Lúc đó các bạn mới có thực sự là có lời. Nếu như dưới 6% thì các bạn không có lời mà còn bị lỗ. Tại vì cái phần trăm lạm phát sẽ ảnh hưởng tới cái phần trăm lời của các bạn. Bây giờ chúng ta đã nói tới cái điều này thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào cái thị trường chứng khoán và để lấy cái ví dụ là chỉ số S&P 500. Chỉ số S&P 500 ở Hoa Kỳ là một chỉ số mà cho 500 cổ phiếu lớn và được nhiều người trade hàng ngày. Chỉ số này đã bắt đầu từ năm 1926 và từ năm 1926 tới năm 2018 thì trung bình mỗi một năm nếu như mà các bạn đầu tư vào một cái index dựa theo chỉ số S&P 500, một quỹ đầu tư mà dựa theo cái chỉ số này thì trung bình một năm các bạn sẽ có cái phần tiền lời là khoảng 10%. 10% này đương nhiên vẫn cao hơn là cái phần trăm lạm phát mà chúng ta mới vừa nói tới. Nếu chúng ta tính theo năm 2019 dựa theo John Williams thì các bạn chỉ lời có 4% tại vì 6% đã là lạm phát. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái thời gian ngắn hạn hơn từ năm 1957 tới năm 2018 thì trung bình mỗi một năm lợi nhuận các bạn đến từ đầu tư vào cổ phiếu thông qua quỹ đầu tư dựa theo chỉ số S&P 500 chỉ có khoảng chừng là 8%, chính xác hơn là 7,96%. Và đây cũng là một con số mà các bạn hay nghe nói tới. Những bên nào mà đầu tư những cái quỹ chứng khoán về hưu của Hoa Kỳ thì cái người mà bán chứng khoán cho các bạn thì thường hay nói là trung bình mỗi một năm các bạn lời 8%. Đó chính là các bạn dựa theo cái chỉ số S&P 500 từ năm 1957 tới năm 2018. Đương nhiên là hàng năm có thể là lên hơn con số 8% rất nhiều và thậm chí là có thể là dưới 0% như năm 2008 hay là năm 2000. Nhưng mà trung bình thì con số 8% này là một con số mà được nhiều người chấp nhận. Và đương nhiên chúng ta nói tới là đầu tư và các bạn để đó thời gian lâu dài chứ không phải là trade hàng ngày. Thì có thể nhiều bạn muốn biết là nếu như đầu tư vàng thì sẽ như thế nào? Có phải là sẽ tốt hơn hay là không? Thì để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy nhìn vào phần trăm lợi nhuận của vàng. Trước hết chúng ta hãy nhìn vào vàng trong vòng 50 năm qua. Thì nếu các bạn tính từ tháng 1 năm 1970 cho đến tháng 1 năm 2020 thì các bạn thấy là trong vòng 50 năm qua nếu các bạn mua vàng và để đó thì trung bình các bạn sẽ lợi nhuận là 7,92%. Nếu như mà các bạn đầu tư vàng trong vòng 20 năm qua thì như thế nào? Nếu như chúng ta bắt đầu tính từ năm 2000 cho tới bây giờ, nghĩa là trong vòng 20 năm qua, thì các bạn sẽ thấy được là lợi nhuận các bạn cũng tương đương là 8,99%. Cho nên đầu tư vào vàng trong vòng 50 năm qua hay là 20 năm qua thì trung bình cái phần trăm các bạn được lợi nhuận cũng tương đương với lại các bạn đầu tư vào chỉ số S&P 500, đầu tư vào chứng khoán ở Hoa Kỳ. Nếu như các bạn nhìn vào đầu tư vào vàng trong vòng 10 năm qua, nghĩa là từ năm 2010 cho tới bây giờ, thì các bạn thấy là đầu tư vàng trong vòng 10 năm qua lợi nhuận thực sự là rất thấp, chỉ có là 3,87% trung bình nếu các bạn mua vàng 10 năm trước đây và giữ cho tới bây giờ. Nhưng mà khi tính thời gian dài hơn thì đầu tư vào vàng phần trăm tiền lời rất là giống như đầu tư vào cổ phiếu dựa theo chỉ số S&P 500. Thì có thể là nhiều bạn muốn biết là như vậy thì so với lại vàng, so với lại chứng khoán thì đầu tư vào bất động sản là như thế nào? Tại vì các bạn thấy là nhiều người đầu tư bất động sản và đầu tư ở Hoa Kỳ thì có thể là có được nhiều thành tựu. Thì các bạn thấy là khi chúng ta nhìn vào bất động sản thì trong vòng 20 năm qua, bất động sản tính theo trung bình đỡ hơn là vàng và đỡ hơn là chỉ số S&P 500. Trung bình trong vòng 20 năm qua thì mỗi một năm đầu tư vào bất động sản, và đương nhiên chúng ta nói tới bất động sản là chúng ta nói tới residential, có nghĩa là nhà ở chứ không phải là chung cư hay là trung tâm thương mại. Tuy là các bạn thấy là so với lại vàng, so với lại chứng khoán thì đầu tư vào bất động sản có cái phần trăm lợi nhuận cao hơn một chút, so với bất động sản là 10,6% nếu chúng ta tính cái phần trăm trung bình trong vòng 20 năm qua. Nhưng mà có một điều khác biệt giữa bất động sản đối với lại chứng khoán, đối với lại vàng, đó chính là với bất động sản, nhất là nhà ở, nếu như các bạn đầu tư để mà cho mướn thì đương nhiên là 10,6% này không tính cái phần trăm lợi nhuận các bạn có được từ cho mướn nhà. Nếu như các bạn là một người giỏi về kinh doanh bất động sản thì các bạn sẽ có được cái lợi nhuận cao hơn 10,6% này rất nhiều. Vậy thì chúng ta nói tới Bitcoin thì ra sao? Thì các bạn có thể là dễ dàng tưởng tượng được là Bitcoin ra đời chỉ có 11 năm, nhưng mà khi mà mới bắt đầu từ năm 2010 thì các bạn thấy là Bitcoin lúc đó chỉ có là 1 cent, 2 cent. Mà bây giờ Bitcoin đã đạt được là 7.816. Lúc mình làm cái video này, cái phần trăm lợi nhuận trong vòng 10 năm qua là một lợi nhuận mà mình nghĩ là khó ai tưởng tượng được. Chính xác hơn là trung bình, nếu như mà các bạn đầu tư vào Bitcoin năm 2010 và để đó không đụng tới cho tới bây giờ thì các bạn có thể có được lợi nhuận là 93,8% trung bình mỗi một năm. Các bạn thấy được là so với lại những cái tài sản như là vàng hay là bất động sản hay là chứng khoán thì cái con số này gấp 10 lần những con số mà chúng ta nói tới mới đây. Như vậy thì có phải là ai cũng nên đầu tư vào Bitcoin hay là không? Tôi nghĩ là không hẳn là như vậy, tại vì Bitcoin có rất nhiều điểm khác biệt so với những tài sản khác. Điều đầu tiên đó chính là Bitcoin là một cái loại tài sản mà chỉ mới ra đời có 11 năm, và khi Bitcoin mới ra đời là hầu như là không có giá trị. Vì lý do đó các bạn thấy được là phần trăm lợi nhuận của Bitcoin rất cao, cho nên khi chúng ta tính phần trăm trung bình so sánh với lại các tài sản khác thì không hợp lý lắm. Điều thứ nhì nữa là càng ngày Bitcoin càng có cái vốn hóa lớn hơn, càng ngày thị trường càng trưởng thành hơn, cũng nghĩa là càng lâu thì cái phần trăm lên xuống hàng năm sẽ càng giảm đi. Nếu như mà thị trường chỉ có vài triệu đô la thì rất dễ dàng cho cả thị trường Bitcoin tổng số vốn hóa tăng lên 2 lần, 5 lần, thậm chí là 10 lần. Nhưng mà khi mà thị trường Bitcoin đã có 100 tỷ thì từ 100 tỷ tới 1.000 tỷ thì cần có số lượng tiền lớn hơn, cho nên càng lâu dài thì phần trăm lên xuống của Bitcoin hàng năm sẽ càng giảm đi. Và có một dẫn chứng tôi muốn chia sẻ với các bạn là khi mà chúng ta nhìn vào Bitcoin từ khi mà ra đời cho tới bây giờ, cái biểu đồ này cho các bạn thấy được là phần trăm lên xuống của Bitcoin mỗi 30 ngày. Những năm đầu tiên các bạn thấy là trong vòng 30 ngày Bitcoin có thể lên xuống rất là nhiều. Giống như là các bạn nhìn vào những năm như là năm 2011 thì mỗi 30 ngày Bitcoin có thể lên 15% hay là có thể xuống 15%. Nhưng mà càng ngày khi mà thị trường càng trưởng thành hơn thì cái phần trăm lên xuống hàng tháng đã giảm rất nhiều. Ngay cả khi mà chúng ta nhìn vào năm 2017, lúc mà giá Bitcoin từ 1.000 đô lên tới 20.000 đô thì cái phần trăm lên xuống trung bình mỗi 30 ngày của Bitcoin, những tháng mà Bitcoin lên mạnh như tháng 11 thì cũng chỉ có khoảng chừng là 5-7%, vẫn thấp hơn rất nhiều khi mà chúng ta so sánh với lại Bitcoin trước đây năm 2011. Và ở thời điểm hiện tại các bạn thấy là trong vòng 30 ngày thì Bitcoin lên xuống trung bình chỉ có 3,06%, và trong vòng 60 ngày thì Bitcoin lên xuống trung bình chỉ có 2,87%. Thì trở lại với câu hỏi là có nên đầu tư vào Bitcoin hay là không, thì tôi nghĩ câu trả lời là tùy theo. Tùy theo như thế nào? Tùy theo một số yếu tố. Yếu tố quan trọng nhất tôi nghĩ là các bạn có cái độ chấp nhận nguy hiểm cao bao nhiêu. So với các loại tài sản khác, so với vàng, so với bất động sản, so với lại chứng khoán thì Bitcoin có cái độ nguy hiểm cao hơn, lịch sử ít hơn. giá cả dao động rất mạnh, và cái khả năng mà các bạn kiếm được nhiều tiền hay là khả năng mà các bạn mất đi nhiều tiền là một khả năng hoàn toàn có thể. Lấy ví dụ như năm 2017 từ 1.000 đô lên tới 20.000 đô, và kế đó năm 2018 từ 20.000 đô xuống chỉ còn có 3.000 đô. Cho nên đó là điều quan trọng nhất, là các bạn có cái độ chấp nhận nguy hiểm cao bao nhiêu. Và chúng ta không nên tính riêng Bitcoin là nguy hiểm hay là không nguy hiểm, các bạn phải tính chung Bitcoin với lại các chuyên mục đầu tư khác. Một người mà không chấp nhận nguy hiểm cao cũng có thể đầu tư vào Bitcoin nếu như Bitcoin chỉ chiếm cái tỷ lệ nhỏ như là 1% hay là 2% của tổng số chuyên mục đầu tư. Ngoài trừ yếu tố đó ra thì một yếu tố khác đó chính là các bạn bao nhiêu tuổi. Tại vì tôi nghĩ là những cái mảng đầu tư mà có cái độ nguy hiểm cao thường thì phù hợp với những người có tuổi tác nhỏ hơn. Tại vì nếu lỡ như mà cái mảng đầu tư đó có vấn đề gì thì người mà ít tuổi hơn để có thể là kiếm lại tiền của mình khi mà bị mất đi. Nếu như bạn là một người mà đang trong thời điểm về hưu hay là sắp về hưu thì có thể là bạn không muốn chấp nhận quá nhiều nguy hiểm trong các chuyên mục đầu tư. Nếu như bạn là một nhà đầu tư mà không kiểm soát được tâm lý của mình thì có thể là đầu tư Bitcoin là một cái mục đầu tư mà không thích hợp đối với bạn. Tại vì Bitcoin lên xuống rất thất thường và lên xuống phần trăm rất nhiều. Cho nên đây là hai yếu tố quan trọng. Và khi mình nói tới cộng đồng Thuận Capital, trên mình của bạn là một số thống kê về cái channel Thuận Capital Analytics, channel mà các bạn đang xem, thì rất rõ ràng các bạn thấy là cái số lượng người xem đông nhất là từ 25 cho đến 34 tuổi. Ngoại trừ điều đó ra thì các bạn thấy là gần như 90% của tất cả người xem là đàn ông, chỉ có 11,1% là phụ nữ. Và một điều nữa cũng không quá bất ngờ là 84,6% của người xem kênh này là đến từ Việt Nam. Nhưng mà ngoại trừ Việt Nam ra thì có số lượng người còn lại là đến từ Hoa Kỳ, gần như là 5%, Nhật Bản là khoảng chừng 2%, Nam Hàn là khoảng chừng là 1,1% và Úc là 0,7%. Và đây là những gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và những bạn nào mà thích trade margin thì các bạn có thể tham gia vào sàn NAPEX. Sử dụng link ở phía dưới video này, các bạn có thể là điền đơn để mà vào nhóm được nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí. Trên màn hình của các bạn có một cái link, đó là các video thường làm về sàn NAPEX. Trade margin có rất nhiều nguy hiểm và chỉ dành cho những bạn nào mà rành về trading. Các bạn không rành về trading thì được không khuyến khích các bạn tham gia vào sàn NAPEX. Còn về trade altcoin, các bạn có thể sử dụng sàn Binance. Link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này. Sử dụng cái link ở phía dưới video này, các bạn có thể là được hoàn lại 10% phí giao dịch. Mỗi lần các bạn giao dịch thì 10% sẽ được trả lại trong cái chương mục của các bạn, tự động từ sàn Binance. Và ngoại trừ trên YouTube, các bạn có thể tìm thấy các video của Thuận Capital ở trên Library, một cái nền tảng phi tập trung. Các bạn cũng nên đăng ký để có thêm một nơi tìm thấy được các video này nếu như mà YouTube có vấn đề gì, cũng như là theo dõi Thuận trên các mạng xã hội. Sử dụng cái link ở phía dưới video. Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.